Hi, xin chào các bạn. Trà thơm đường nâu. Trà thơm đường nâu. Ngon mà, mình uống cái món này mấy ngày mấy lần rồi. Thơm à, cái này thơm, người ta nói trà lắm. Trong đây là đường nâu mà giống như sữa trân châu đường đen vậy đó.